kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Với chủ đề một châu Á cởi mở và đổi mới vì một thế giới thịnh vượng hơn, Hội nghị thường niên diễn đàn Bắc Ngao 2018 đã diễn ra tại đảo Hải Nam Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 4. Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang leo thang, hội nghị lần này được cho là có ảnh hưởng rất lớn đối với tương lai châu Á, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của nền kinh tế châu lục. Hội nghị thượng đỉnh tổ chức các nước châu Mỹ OAS lần thứ 8 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Lima, Peru vào ngày 13 tháng 4 năm 2018 với sự góp mặt của các nguyên thủ và đại diện cấp cao đến từ 35 quốc gia trong khu vực. Hội nghị lần này dự kiến tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ nghĩa bảo hộ, tham nhũng, phát huy quyền dân chủ và an ninh. Trong tuần qua, mối quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng khi mà hai nước liên tiếp đưa ra những tuyên bố đe dọa trừng phạt đối phương. Cụ thể, sau khi lệnh trừng phạt Nga được Nhà Trắng thông báo, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ những biện pháp trừng phạt của Mỹ, đồng thời cho rằng các lệnh trừng phạt mới của Washington nhằm vào Moscow sẽ gây thiệt hại cho chính nước Mỹ. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 4, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã ra điều trần trước Quốc hội Mỹ liên quan đến vụ bê bối gây chấn động gần đây khi 87 triệu người dùng Facebook đã bị chia sẻ thông tin cho Cambridge Analytica. Trong suốt hai buổi điều trần, các nghị sĩ Mỹ đã đưa ra vô số câu hỏi nhằm làm khó CEO Facebook, lập luận rằng trang mạng xã hội này đang có những hành vi thiên vị chính trị, sử dụng thông tin người dùng. Đáp lại, CEO Facebook chỉ đưa ra những câu trả lời chung chung và không sát với trọng tâm câu hỏi. Thưa quý vị, với gần 50% số phiếu ủng hộ, ngày 8 tháng 4, đương kim Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tuyên bố giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ 3 trong cuộc tổng tuyển cử. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hungary có một thủ tướng tại nhiệm 3 nhiệm kỳ liên tục và tỷ lệ cử tri ủng hộ ông ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, trong quốc hội, đảng Fidesz cũng đã giành được thế đa số tuyệt đối. Đây có thể coi là một chiến thắng hoàn hảo của đảng cầm quyền. Chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được cùng quý vị tìm hiểu về chiến thắng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Theo Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary, đảng Fidesz cầm quyền dẫn đầu trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 4 với 48,94% số phiếu bầu trong tổng số 93,3% số phiếu được kiểm, bỏ xa đảng đứng thứ hai là Jobbik với chỉ 19,78% phiếu bầu. Như vậy, đảng Fidesz hội đủ 2/3 tổng số phiếu để chiếm thế đa số trong quốc hội và Thủ tướng Viktor Orbán chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Tỷ lệ cử tri tham gia sự kiện chính trị này là 68,8%, tăng hơn 7 điểm phần trăm so với cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2014. Chúng ta đã chiến thắng, Hungary đã giành được thắng lợi lớn. Đây là một thắng lợi quan trọng cho chúng ta cơ hội để bảo vệ đất nước Hungary. Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố với chiến thắng nghiêng về đảng cầm quyền, ông Gábor Varna, chủ tịch đảng cánh hữu Jobbik đã tuyên bố từ chức. Mục tiêu của đảng Jobbik là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử để tạo ra sự thay đổi trong chính phủ, nhưng mục tiêu này đã không thể đạt được, vì vậy tôi quyết định từ chức. Ông Viktor Orbán đã giữ cương vị Thủ tướng Hungary từ năm 1998. Ông khẳng định lập trường bảo vệ đất nước Hungary khỏi làn sóng nhập cư ồ ạt. Trong bối cảnh nhiều cử tri lo ngại về rủi ro an ninh và bất ổn xã hội từ làn sóng nhập cư bất hợp pháp, thông điệp chống nhập cư trong chiến dịch tranh cử của ông Orbán đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, giúp đảng của ông giành chiến thắng áp đảo. Nguyên nhân nào dẫn đến chiến thắng vang dội của Thủ tướng Viktor Orbán và đảng Fidesz? Kết quả lần này sẽ đem lại lợi thế gì cho ông Orbán? Mời quý vị cùng gặp gỡ ông Eri Chaba, đại sứ Hungary tại Việt Nam ngay sau đây. Cảm ơn đại sứ đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa đại sứ, được biết là cuộc bầu cử Hungary chính thức diễn ra vào ngày 8 tháng 4 vừa qua. Ông có thể nói đôi lời về cuộc bầu cử này không ạ? Trước hết, tôi xin cảm ơn VITV đã mời tôi tham dự chương trình phỏng vấn hôm nay và tôi cũng xin chào toàn thể khán giả xem truyền hình. Cuộc bầu cử Quốc hội Hungary lần này đã diễn ra vào ngày 8 tháng 4 với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao chưa từng có, khoảng 70%. Thực tế con số này có thể còn cao hơn thế. Điều này có nghĩa là cử tri Hungary đặc biệt quan tâm tới cuộc bầu cử Quốc hội lần này. Cuối cùng, Liên minh thắng cử sẽ nhận được tính hợp pháp cao để thành lập chính phủ trong tương lai. Do nhiều cử tri Hungary ở nước ngoài không có mặt ở trong nước, nên họ đã phải thực hiện quyền bầu cử thông qua phương thức gửi thư hoặc tại các đại sứ quán Hungary ở nước ngoài. Như vậy, các cử tri Hungary cũng đã có thể đi bầu cử tại Việt Nam.
Chúng tôi hoàn toàn có thể nói rằng hiện Liên minh Đảng Cầm quyền giữa Fidesz và Đảng Nhân dân Dân chủ Thiên Chúa Giáo đã giành chiến thắng và họ chắc chắn đã giành được 2/3 tỷ lệ đa số phiếu bầu, mà thường được gọi là tỷ lệ đa số lập hiến. Như vậy, trong thực tế, Liên minh này hoàn toàn có thể thực hiện việc sửa đổi luật pháp cũng như hiến pháp của Hungary. Theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến chiến thắng của ông Viktor Orbán cũng như là đảng Fidesz với số phiếu áp đảo như vậy ạ? Là do chiến dịch tranh cử tốt hay là những thành tựu kinh tế trong hai nhiệm kỳ vừa qua không ạ? Bí quyết nào dẫn đến thành công này ư? Trước hết phải kể đến 8 năm cầm quyền thành công của liên minh này. Năm 2010, khi lần đầu tiên liên minh được bầu chọn, nền kinh tế Hungary lúc đó đang trên bờ vực sụp đổ. Hungary đã phải vay một khoản tín dụng lên tới 25 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Thế giới. Trong vòng 6 năm, chính phủ Hungary đã trả hết khoản nợ này. Chính phủ đã thành công chấn hưng nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp trước đó là 15%, nay con số này chỉ vào khoảng 3,5%. Điều này cho thấy gần như ở Hungary có công ăn việc làm đầy đủ, tình hình tài chính cũng được ổn định. Hungary là một trong những nước thành công nhất tại châu Âu, tăng trưởng kinh tế ở mức trên 4%. Mức tăng trưởng này ở châu Âu hiện nay được coi là mức rất cao. Bên cạnh đó, đối với những thách thức mà châu Âu đang phải đối mặt, như vấn đề chủ quyền quốc gia, vấn đề hợp tác giữa các nước lớn, giữa các quốc gia có bản sắc dân tộc nổi trội và cuộc khủng hoảng về di cư, phần nào đang làm đau đầu châu Âu và ảnh hưởng tới suy nghĩ của người dân châu Âu như hiện nay. Trong tình hình đó, chính phủ Hungary thi hành chính sách rất đặc biệt, rõ nét và rõ ràng. Có thể đó chính là những nhân tố, cụ thể là những thành công về kinh tế chính trị, vấn đề của chủ quyền quốc gia, cũng như khả năng hợp tác. Tất cả những yếu tố đó chính là những nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của Liên minh Đảng Cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Tất cả điều đó đều là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của cuộc bầu cử. Tôi không muốn đánh giá thấp vai trò của chiến dịch tranh cử. Nó đã đóng góp lớn cho thành công của cuộc bầu cử vừa qua. Chính phủ Liên minh cầm quyền hiện nay và bản thân Thủ tướng Viktor Orbán cũng đã đề cập một cách dễ hiểu, minh bạch và rõ ràng về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Ngược lại, các đối thủ chính trị đối lập bị chia rẽ, tranh cãi lẫn nhau và đưa ra những thông điệp mơ hồ, mâu thuẫn. Rõ ràng là sự ổn định, minh bạch và thông điệp rõ ràng dễ hiểu đã hấp dẫn cử tri hơn những thông điệp mơ hồ, khó hiểu, không phát thảo rõ bức tranh của tương lai. Đại sứ, ông có thể nói cụ thể hơn đâu là những thành tựu lớn nhất mà Thủ tướng Orbán đã đạt được trong hai nhiệm kỳ vừa qua không ạ? Từ một quốc gia bên bờ vực thẳm trở thành một quốc gia thành công, sự gắn kết và cam kết của chúng tôi với tư cách là thành viên EU đã trở nên rõ ràng và sáng tỏ. Tuy nhiên, trong nội bộ EU đang có một cuộc tranh luận mang ý nghĩa quyết định, đó là chúng tôi sẽ tìm tương lai phát triển theo mô hình hợp Trung Quốc, hay cùng suy nghĩ về mô hình các quốc gia dân tộc tự cường có chủ quyền mạnh. Trong cuộc tranh luận này, chúng tôi đã xác định mô hình thứ hai. Như vậy, chúng tôi ủng hộ mô hình các quốc gia dân tộc có chủ quyền mạnh cùng nhau hợp tác. Trong khi đó, châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như Brexit, người Anh rời EU, mà hậu quả là phải suy nghĩ lại cơ cấu của EU. Rồi việc cùng nhau hợp tác, các mục tiêu chính trị và cuộc khủng hoảng về nhập cư rất nghiêm trọng, đó là một thách thức lớn. Về các vấn đề này, Thủ tướng Viktor Orbán và chính phủ Hungary có quan điểm rất sáng tỏ và rõ ràng. Thủ tướng và chúng tôi ngay từ đầu đã nói rằng Liên minh châu Âu cần phải bảo vệ biên giới của mình, cần phải kiểm soát việc cho phép ai được nhập cảnh và xác định rõ những ai được nhận quy chế tị nạn. Chúng ta thấy tại cuộc bầu cử quốc hội ở Đức, chúng ta thấy ở Ba Lan, ở Slovakia và ở Cộng hòa Séc và gần nhất là ở Italy. Như vậy, tôi nghĩ rằng từ một quốc gia bên bờ vực khủng hoảng trở thành một quốc gia có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn, Hungary trở thành một đối tác tin cậy của các nước đồng minh. Tôi có thể nói rằng đây là sự thay đổi mang ý nghĩa lớn về mặt lịch sử, và điều này đã chứng minh trong kết quả của cuộc bầu cử vừa qua. Vâng, thưa ông, vậy chiến thắng tuyệt đối lần này sẽ đem lại lợi thế gì cho chính phủ trong việc thực hiện các cải cách tương lai ạ? Kết quả này đảm bảo tính hợp pháp với tỷ lệ ủng hộ cao. Kể từ đây, không ai còn hoài nghi việc chính phủ Hungary dưới sự ủy quyền của đa số người dân sẽ hành động khi bảo vệ chủ quyền và bản sắc của Hungary, khi đưa ra quan điểm của Hungary tại các cuộc tranh luận trong EU. Và điều này có một ý nghĩa lớn cho sự ổn định. Sự ổn định mang một ý nghĩa quan trọng. Những chương trình và những dự án phát triển mà chính phủ đã triển khai sẽ tiếp tục được thực hiện và hiệu quả của chúng cũng sẽ được đảm bảo và cải thiện. Không phải ngẫu nhiên mà các thị trường tiền tệ và các thành phần chính trị nước ngoài đã nhấn mạnh rằng Hungary là đối tác ổn định và tin cậy và là một phần của quan hệ hợp tác về kinh tế cũng như chính trị thế giới. Với tư tưởng Hungary trên hết và đường lối cứng rắn chống người nhập cư trái phép, Thủ tướng Orbán dường như thuyết phục được phần lớn cử tri mang nỗi sợ mất an ninh và khủng bố do người nhập cư đã bầu cho đảng Fidesz của mình. Tuy nhiên, điều này liệu có khiến Hungary và EU chia rẽ hay không?
Chiến thắng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trong cuộc bầu cử ở nước này đã nhận được sự hoan nghênh của các lãnh đạo châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Jean-Claude Juncker đã gửi thư chúc mừng Thủ tướng Orbán và điện đàm với ông này để thảo luận về những lợi ích chung mà hai bên cùng chia sẻ. Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker viết thư cho Thủ tướng Hungary Viktor Orbán để chúc mừng ông ấy và đảng Fidesz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Chủ tịch Juncker cũng điện đàm với Thủ tướng Orbán trong ngày 10 tháng 4 để thảo luận các vấn đề cùng quan tâm. Ủy ban mong muốn làm việc với chính phủ Hungary mới về những thách thức chung mà chúng ta phải đối mặt trong những tháng tới. Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Seibert cho biết, Thủ tướng Angela Merkel đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Orbán, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính phủ hai bên còn nhiều vấn đề chưa thể thống nhất trong hợp tác. Tuy nhiên, bất chấp những khác biệt, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng làm việc vì những lợi ích chung. Như thường lệ, sau cuộc bầu cử ở châu Âu, Thủ tướng gửi lời chúc mừng người chiến thắng, Thủ tướng Orbán, về thành công của ông trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary. Bà Merkel đã nhắc lại rằng hai nước chúng ta có mối quan hệ mật thiết với lịch sử lâu đời và hiệu quả. Hungary có thể xem Đức là một đối tác tin cậy để tiếp tục chương trình nghị sự châu Âu cũng như song phương. Dù giữa chúng ta vẫn còn những vấn đề gây tranh cãi, các quan điểm khác nhau về chính sách di cư, song Thủ tướng và chính phủ Đức rất mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hungary trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác châu Âu. Tôi rất hoan nghênh chiến thắng vang dội của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới ông thay mặt cho đảng CDU. Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cũng đã chúc mừng người đồng cấp Hungary giành chiến thắng thuyết phục để cầm quyền nhiệm kỳ thứ ba. Thủ tướng Ba Lan, một đồng minh thân cận của Hungary trong Liên minh châu Âu, ông Matos Morawiecki cùng ngày đã gửi lời chúc mừng tới ông Orbán, đồng thời ca ngợi chiến thắng này cho thấy đa số người dân Hungary ủng hộ những chính sách cải cách mà chính phủ của ông Orbán đang theo đuổi. Thưa đại sứ, một trong những cam kết lớn của Thủ tướng Orbán là chống nhập cư. Ông có thể nói rõ hơn về chính sách này không ạ? Không chính xác như vậy, không phải là chống nhập cư, mà Thủ tướng Viktor Orbán và chính phủ Hungary nói rằng bản thân các quốc gia cần phải quyết định việc cùng chung sống với ai, những ai được mời, được cho phép nhập cảnh. Chúng tôi ghi nhận và tôn trọng việc một số quốc gia nghĩ rằng họ muốn giảm nhẹ và giải quyết các vấn đề về nhân lực, thậm chí về dân số bằng yếu tố nhập cư. Người dân Hungary qua nhiều thế kỷ đã đấu tranh vì nền độc lập và bản sắc dân tộc của mình. Do đó chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có giải pháp riêng và cách làm riêng để giải quyết các vấn đề, cho dù là thị trường lao động hay vấn đề về dân số, và chúng tôi muốn kiểm tra, kiểm soát việc chúng tôi đồng ý cho ai vào nước mình. Hungary cũng đã gia nhập công ước quốc tế liên quan. Theo đó, đối với những đối tượng bị truy đuổi và tính mạng của họ bị đe dọa và họ xin tị nạn tại đất nước chúng tôi, phù hợp với các quy định luật pháp quốc tế, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục nhận những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng đối với những người đơn giản là chỉ vì muốn cho mình có được điều kiện cuộc sống tốt hơn, đối với những người không tôn trọng luật pháp của chúng tôi, những người muốn nhập cảnh bất hợp pháp, thì chúng tôi không chào đón họ trên lãnh thổ đất nước mình. Như vậy, mấu chốt của cuộc tranh luận là chúng tôi muốn giúp đỡ các quốc gia là điểm xuất phát của làn sóng di cư, hay nói cách khác, giúp đỡ những người muốn ra đi vì muốn có cuộc sống tốt hơn. Mặt khác, chúng tôi muốn bảo lưu quyền được quyết định chung sống với ai, ai là người chúng tôi muốn chào đón tại đất nước mình, và chúng tôi không muốn trao quyền quyết định này cho bất cứ tổ chức quốc tế nào, kể cả EU. Rõ ràng là cam kết này đi ngược lại điều mà nhiều nước EU mong muốn. Vậy thì việc này có ảnh hưởng đến vị thế của Hungary tại EU không ạ? Tôi nghĩ rằng vị thế của Hungary ở EU đã được tăng cường mạnh mẽ trong hơn 10 năm qua. Sự ổn định, thành công về mặt kinh tế, nợ công giảm là những nhân tố cũng rất quan trọng đối với EU. Hợp tác của chúng tôi với các nước Visegrad như Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia là nhân tố quan trọng trong hợp tác EU và trong suy nghĩ của người châu Âu. Chúng tôi có thể nói rằng ngày nay nhóm các quốc gia Visegrad trở thành động lực cho sự phát triển của EU. Vấn đề về di cư chưa rõ ràng, cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn và có những ý kiến khác nhau tại EU xét từ góc độ khác biệt về truyền thống, phong tục và những dự tính về chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, đây không phải là một bi kịch. Lịch sử của EU đã minh chứng rằng nhiều cuộc tranh luận, nhiều vấn đề phức tạp và khó khăn đã được giải quyết thông qua tranh luận và thống nhất. Hiện tại việc này đang diễn ra. Quan điểm của Hungary mà tôi vừa chia sẻ, trên thực tế bản thân chúng tôi đã nêu ra cách đây vài năm trước. Nay, Hungary và các nước thuộc khối Visegrad đang cùng nhau đại diện cho quan điểm này. Thực tế cho thấy, các cuộc bầu cử ở cả Đức, Italy và một số nước ngày càng tỏ ra chấp nhận quan điểm này. Ở đây có một cuộc tranh luận, hình thành nên ý kiến của châu Âu.
Chúng tôi quan tâm tới việc xây dựng một EU mạnh mẽ và thống nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi kế hoạch của trung tâm hành chính, cơ quan sẽ được chấp nhận mà không có sự tranh luận, phê phán. Chúng tôi tin, chúng tôi đúng, như vậy chúng tôi tranh luận. Chúng tôi tin tưởng rằng với động thái này chúng tôi không làm cho EU yếu đi. Ngược lại, chúng tôi mong muốn củng cố EU. Điều chúng tôi nhận thấy là ngày càng có nhiều người chia sẻ quan điểm với chúng tôi trong bảo vệ các điểm biên giới, hỗ trợ tại chỗ cho các quốc gia là điểm xuất phát của làn sóng di cư lớn. Tôi có thể nói rằng những quan điểm này, những cách tiếp cận này ở khắp châu Âu, phần đông đang được đánh giá và chấp nhận. Như vậy, trong cuộc tranh luận, không phải giữa Hungary và EU, mà là trong nội khối EU, quan điểm rõ ràng mà chính phủ Hungary đại diện đang ngày càng được chấp nhận. Một lần nữa, tôi xin nói lại rằng chúng tôi không tranh luận chống lại EU, mà vì EU, vì vị thế mạnh mẽ hơn, rõ ràng và sáng tỏ hơn của EU. Về mối quan hệ giữa Hungary và Việt Nam thì cộng đồng người Việt Nam tại Hungary khá lớn. Vậy những người này đi bầu cử như thế nào ạ và đâu là mong muốn lớn nhất của họ trong cuộc bầu cử này thưa ông? Cộng đồng Việt Nam là một bộ phận được tôn trọng trong xã hội Hungary. Họ là những người chăm chỉ và luôn tuân thủ luật pháp nước sở tại. Họ đã hòa nhập rất tốt vào xã hội Hungary. Nhiều người trong số họ đã trở thành công dân Hungary, là những công dân của chúng tôi, như mọi công dân Hungary. Họ cũng bình đẳng trước pháp luật và mọi cơ hội. Họ rất quần chúng. Nhiều nhà hàng Việt Nam đang được họ vận hành thành công tại Hungary. Trong số họ, nhiều người là ngôi sao truyền hình, nghệ sĩ, vận động viên thể thao. Chúng tôi coi cộng đồng người Việt Nam như một phần của dân tộc chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cũng rất vui là họ có thể gìn giữ và phát huy truyền thống và bản sắc dân tộc mình. Tôi thấy rằng đa số người Việt Nam sống tại Hungary không có vấn đề gì và quan hệ của họ rất tốt được xã hội Hungary đón nhận. Trong thời gian tới, ông dự kiến mối quan hệ giữa Việt Nam và Hungary sẽ phát triển như thế nào ạ? Có thể nói tôi rất lạc quan về mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Trong những năm qua, chúng tôi đã làm việc tích cực để đạt được điều đó. Một đề tài được biết đến rộng rãi ở Việt Nam là mối quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo lại một lần nữa nhận được sự quan tâm lớn. Tháng 9 năm ngoái, trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Viktor Orbán đã công bố nâng lên 200 suất học bổng cho Việt Nam. Theo đó, các sinh viên Việt Nam có thể sang du học theo diện học bổng được nhà nước Hungary tài trợ. Chúng tôi cũng mong muốn thực hiện những hình thức hợp tác khác về đào tạo với Việt Nam. Chúng tôi đang tính toán đưa các chương trình hợp tác về đào tạo với các trường đại học của Việt Nam. Quan hệ hợp tác kinh tế cũng đang phát triển khá tốt đẹp, mà động cơ cho quan hệ hợp tác này hiện nay chính là gói tín dụng hỗ trợ ràng buộc ưu đãi trị giá 500 triệu euro mà chính phủ Hungary đề xuất hỗ trợ Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình này, các dự án xây dựng bệnh viện, các dự án về cung cấp và xử lý nước, dự án về hệ thống cảnh báo phóng xạ và môi trường, dự án về y tế dự phòng đang được xem xét thực hiện. Hiện chúng tôi đang cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như Bộ Tài chính Việt Nam xác định những dự án mà hai bên sẽ đầu tư xây dựng trong thời gian tới. Có những dự án đầu tư rất thành công của Hungary ở Việt Nam và chúng tôi cũng rất mong sẽ có những dự án thành công của Việt Nam tại Hungary trong tương lai. Chúng ta đã thành công mở rộng ở quy mô các mối quan hệ hợp tác về văn hóa mà từ đây chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện. Chúng tôi đã triển khai chương trình dịch sách từ tiếng Hungary sang tiếng Việt Nam. Trong tuần tới sẽ diễn ra một chương trình giới thiệu sách Việt Nam, những bài thơ của nhà thơ Việt Nam được dịch sang tiếng Hungary tại Liên hoan sách ở Hungary. Chúng tôi thường xuyên mời các nghệ sĩ Hungary sang thực hiện các chương trình hòa nhạc, đồng thời tổ chức các cuộc triển lãm tranh và tiếp theo chúng tôi sẽ mời các nghệ sĩ sang thăm để họ tìm hiểu và viết về Việt Nam, để họ chia sẻ những trải nghiệm của họ. Chúng tôi cũng muốn Việt Nam sẽ cử các nghệ sĩ của mình sang Hungary để họ có thể tìm hiểu về đất nước chúng tôi. Một việc cũng hết sức quan trọng là trong quá trình thăm Việt Nam, Thủ tướng Viktor Orbán đã tuyên bố Hungary sẽ xây dựng một trung tâm văn hóa tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi có thể tìm thấy một nước Hungary thu nhỏ với quán cà phê Hungary, thư viện và khu vực tổ chức triển lãm. Tôi nghĩ rằng triển vọng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo là rất đáng khích lệ. Theo tôi, quan hệ hợp tác giữa hai nước Hungary và Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và rất vui vì được tham gia thực hiện nhiệm vụ này. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đại sứ và một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện. Thank you. Với những chia sẻ vừa rồi của đại sứ Hungary tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã đem đến cho quý vị cái nhìn đầy đủ hơn về cuộc bầu cử vừa qua, cũng như lập trường và đường lối chính sách của Hungary về đối nội và đối ngoại trong thời gian tới. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.